Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn quý anh chị khách hàng đã theo dõi video ngày hôm nay. Và đây là bộ ghế nghê cột 12 trên chất liệu là gỗ gua đỏ. Với video này, Mộc Nam Huy xin quay trước cho khách hàng trước khi nhận sản phẩm này. Và cụ thể đây là sản phẩm nằm trong đơn hàng của anh Quang, có địa chỉ tại phường Tân Tiến thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vâng, xin được cảm ơn anh đã ủng hộ Mộc Nam Huy sản phẩm này. Và xin phép được làm một clip để giới thiệu đến quý khán thính giả cũng như là ngay chủ nhân của sản phẩm là anh Quang và gia đình có thể xem được cái sản phẩm của mình trước khi đi giao. Đây là bộ ghế nghê cột 12 với chất liệu gỗ gua đỏ thuộc cái tiêu chuẩn của chất cây đẹp và lành sạch. Hàng được làm theo tiêu chuẩn cao với tiêu chuẩn của các bản mặt ván chèn liền, có độ dày là 2/3. Hàng thì được đóng theo cái chất cây đẹp sạch nên là chúng ta có thể thấy rằng các cái chi tiết và khớp nối của sản phẩm này rất là đẹp. Và cái chất cây, cái màu sắc của cây trên tổng thể một bộ ghế rất là đẹp và đồng đều quý anh chị nhé. Hàng này thì được xếp vào hàng loại 1, là cái tỷ lệ gỗ được làm ở trên sản phẩm là đẹp nhất và sạch nhất. Theo tiêu chuẩn 6 món bao gồm 2 chiếc ghế đơn. Mời quý anh chị khách hàng cùng theo dõi bằng cái góc nhìn trực diện. Có 2 chiếc đôn thấp, 1 chiếc đôn cao. À, em xin lỗi quý anh chị, 2 chiếc đôn thấp, 1 chiếc bàn và 1 chiếc ghế băng dài. Chiếc ghế băng dài được làm theo tiêu chuẩn bản băng 3 tựa. Và đây là một cái bộ ghế đã sơn hoàn thiện. Quý anh chị khách hàng cùng xem và theo dõi nhé. Cái màu sắc này và cái chất cây của cái bộ ghế này nó rất là đẹp. Nói một chút nữa về bộ cột 12 này. Đây là một bộ ghế 6 món rất cân đối cho các căn phòng khách có diện tích chừng cỡ 25m2. Quý anh chị nên chú ý về cái kích thước này để xếp cái sản phẩm cho phù hợp với không gian nhà mình nhé. Ngoài ra thì đối với phòng khách tầm cỡ khoảng 30m2, quý anh chị cũng có thể cân đối được với bộ này. Nhưng khi chúng ta xếp vào trong không gian, chúng ta cũng cần cân đối làm sao cho nó đẹp hơn. Ở đây là bộ ghế nghê được làm theo tiêu chuẩn là mẫu nghê 3 đầu. Hay nhiều nơi thì chúng ta cũng gọi là mẫu nghê chuỗi hạt đấy. Trên bản trương thì được đục nghê này, kèm theo các họa tiết hoa lá tây này, đấy, các quả cầu này được đục rất là đẹp. Vách tựa của bộ ghế này thì được làm theo kiểu vách tựa chữ, đặc điểm đó là chữ phúc lộc thọ. Và trên 2 chiếc ghế đơn sẽ là chữ phú quý. Các bản vách tựa này cũng được đục thêm các chi tiết hoa lá tây, đấy, rất là đẹp nha quý anh chị nhé. Những cái chi tiết này nó là những cái điểm nhấn của các cái bản vách tựa, đấy, rất là đẹp đó. Và cũng có thêm các cái chi tiết cây leo này. Và sản phẩm ở đây được Mộc Nam Huy cho anh em làm là mộng đi hết trên dưới nhá. Cho nên là chúng ta nhìn thấy là nó rất là kín và cái sản phẩm thì nó cũng rất là chắc chắn nhá. Các cái phần cây xà đỡ ở dưới này thì ngoài việc đó là các để đỡ cho các cái tấm tựa cũng như là để nối với cái mặt, thì Mộc Nam Huy cũng cho anh em làm các cái rãnh hở này, làm các cái chi tiết này để tăng thêm cái điểm nhấn nhé cho cái sản phẩm này. Đó, cho nhìn cái sản phẩm nó đẹp hơn và nó chất hơn rất nhiều. Đó, về cái chất cây đẹp và sạch loại 1, quý anh chị khách hàng có thể cùng tham khảo sơ qua, xem thêm một chút về các cái tay này để thấy được cái màu sắc của cây rất là đẹp. Đó, và các khớp nối cũng rất là đẹp. Màu sắc thì Mộc Nam Huy sơn theo cái màu tự nhiên thôi. Màu của gỗ gua đỏ sơn tự nhiên chứ không có lên màu nhiều. Đó, và độ đục chạm thì rất là sắc và nét nhá. Một chút nữa về độ sơn thì ở đây Mộc Nam Huy cho anh em sơn cái sản phẩm này theo tiêu chuẩn là sơn 7 lớp. Đó, bằng các cái sơn chất lượng nhất của O7 quý anh chị nhá. Sơn rất là chất lượng, rất là đẹp. Chúng ta giờ vào cái sản phẩm nó rất là mát tay chứ nó không có phải là như các cái lớp sơn thông thường. Đó, hàng sơn đẹp thì nhìn cái sản phẩm lên nó cũng rất là đẹp. Đấy, quý anh chị có thể cùng quan sát sơ qua về cái chất lượng hình ảnh và nhìn cái màu sắc và cái độ bóng của sản phẩm này là quý anh chị biết được là cái sản phẩm nó làm như thế nào. Đó, trên nếu như anh chị mà có thật mắt được tới xưởng ấy, anh chị có thể giơ tay vào những cái chi tiết được làm xong như này, anh chị sẽ thấy rằng là nó rất là mịn và sờ vào cái nó rất là mát tay nhá. Đó, cái chất sơn tốt nó là như vậy. Đó, và các cái sản phẩm này thì Mộc Nam Huy trong năm nay, năm 22 này thì em cũng đã công bố rồi. Đó là Mộc Nam Huy có tăng thêm một cái lớp sơn lót nữa cho các cái sản phẩm này. Thế nên thì các sản phẩm thì nó rất là đẹp và nó rất là căng. Nó sẽ giữ được cái màu rất là lâu quý anh chị nhé. Vâng, và xin được cảm ơn anh Quang đã ủng hộ Mộc Nam Huy sản phẩm này. Đây là sản phẩm có giá là 47 triệu.
hóa đơn của khách thì Mộc Nam Huy xin quay luôn cho quý anh chị coi. Đó, hóa đơn được ghi vào ngày 19 tháng 8 năm 2022. Sản phẩm đã sơn hoàn thiện và Mộc Nam Huy đang chuẩn bị sẽ giao đến cho anh cái sản phẩm này. Vâng, quý anh chị khách hàng nếu như có nhu cầu cho sản phẩm này xin vui lòng cứ tới xưởng Mộc Nam Huy tham khảo nhé. Nhưng vui lòng quý anh chị lên liên hệ cho xưởng trước khi tới quay hàng. Tại vì ở đây bên em cũng phải nhấn mạnh là bên em bán hàng mộc chứ không có bán hàng sơn. Thế nên là quý anh chị cũng chú ý một chút nhé. Hàng sơn thì thực sự là hiện giờ bên em chưa có tập trung để bán đâu. Em cũng muốn là bán các cái sản phẩm mộc trước đi, để cho khách hàng anh chị kiểm tra rồi ký nhận em mới sơn. Còn sau này thì có thể em sẽ cân đối đến việc là bán thêm cả hàng sơn sẵn để phục vụ cho quý anh chị nữa. Đó là quay qua một vòng mặt sau của ghế đơn và cả ghế băng nữa cho quý anh chị cùng tham khảo nhé. Đó, màu sắc và chất lượng của cây đều rất là đẹp. Nói về cái mức giá là 47 triệu thì đây là một cái bộ ghế rất xứng đáng để cho quý anh chị chọn lựa. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các clip kế tiếp. Nếu như quý anh chị thấy video này hay và cái sản phẩm này nó chất lượng và phù hợp với mức giá thì xin cho Mộc Nam Huy một nút like và một nút đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.